hơi cô này làm như tôi trẻ như cổ vậy, chị nhảy là mệt muốn chết luôn. Ông coi kìa. Ô, nhà thằng cháu tôi đây mà đang đúng nữa. Tụ năm tụ ba lại rồi cười ha 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 kìa, thiệt là tình. Không rồi. Ai con gái vậy trời, 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 trời. Ngồi kìa. Thiệt tình. Ông không có nhận bạn nha. Mình phải vui lên. Đi con kia đi, tôi cần muốn thấy được. Mama đi cộng làm gì vậy? I'm cool like that. Come on. Cậu cool này mà cứ muốn đi. Thì chơi làm gì vậy? Chơi đi. Michael nghe này. It's in. Oh, chắc. Vui thiệt hả? Okay. Cô trẻ, cô chơi vui, tôi già cả đâu thấy vui gì đâu. Nhưng mà cũng cảm thấy cũng đỡ buồn chán như trước đây. Không? Nhờ cô mà tôi cũng biết thêm mấy cái này. Chứ hồi đó giờ tôi đâu có chơi mấy này đâu. Thôi, cô chơi đi. Tốn tiền lắm đó. Mình ở nhà ăn cháo trắng không à. Tuổi này làm không ra tiền mà phá hoại không. Ờ thì bây giờ ông cho ăn đi, ông thà ăn cháo trắng của ông hay là ông ăn cái bữa cơm này, ông cho ở nhà. Thì cũng vui thiệt nhưng mà hao lắm. Cô biết á, là tôi á làm từ đồng được cắt 4-5 người ăn mấy trăm đồng bạc như chơi. Nhưng mà ông nghĩ mình sống cái bao lâu mà ông để trả tiền hoài, khi nào ông mới hưởng? Mình không biết sống được bao lâu, nhưng mà ngày nào mình còn tiền thì mình còn giữ. Đến đâu hay tới đó cô à. Gà thơm quá. Gà ăn gà Việt Nam phải không? Sao nó gầy quá vậy? Xin cảm ơn các bạn hôm nay tới đây tới ăn Giáng sinh. Tôi cũng vui vẻ vì mỗi người tới đây. Tôi muốn chúc ly rượu này cho cậu của tôi. Hôm nay là cậu của tôi cũng không tới đây được. Anh đừng có nhắc tới ổng nữa, làm mọi người mất vui đó. Đã nói rồi mà, nó này nó dữ lắm, nó ăn hiếp, nó nuốt xác luôn thằng chồng nó. Dùm cái mỏ là biết rồi. Sao mình mời ổng qua mà ổng chịu tới? Tại sao vậy? Ổng không thích em hả? Cậu của tôi mà, cái gia đình, không, gia đình là cũng quan trọng chứ. Ổng đâu có giống gia đình đâu, bao giờ mời ổng mà ổng chịu tới hết á. Một lần này, hai lần này, ba lần này, tại sao vậy? Dù sao cũng cậu của tôi mà. Được cái thằng cháu mình nó còn nghĩ tới cậu, nó nghĩ đến tình ruột thịt. Thôi được rồi ông, bây giờ mình đi. Đi đâu nữa cô, tôi mệt lắm rồi đó nha. Đi ông. Đây là ma, là thằng chết đây. Tôi muốn chết, tôi muốn thay đổi mà. Tôi muốn thay đổi mà. Cô dẫn đi đâu vậy? Cái gì đây? Cậu tại sao mà cậu ích kỷ quá vậy? Cậu chết mà cậu, tại sao mà cậu phải chôn theo tài sản của mình? Tại sao mà cậu không thương con cháu? Mình là gia đình mà. Thằng ba, nó còn đến thăm tôi. Thằng này coi gì cũng có lòng vậy.
ông chủ, tại sao bây giờ ông mới chết? Hai tháng cuối cùng trước khi ông chết, ông không có trả tiền cho tôi. Con của tôi bây giờ bệnh rồi, không có tiền đi bác sĩ. Tại ông già đây nè. Cô giúp tôi, cô mang tôi trở lại đi. Tôi sẽ thay đổi mà. Tôi phải thay đổi. Tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn còn sống mà. Ồ, hôm nay mới có 24 thôi mà. Mình còn thời gian. Ồ, cảm ơn.